Xin chào các đồng chí và các bạn. Cái câu hôm nay là một câu mà mình nghĩ là nó rất thú vị và có khi nhiều bạn làm rồi. Bởi vì mình rút cái câu này ra ở đề thi minh họa năm ngoái cho tốt nghiệp trung học phổ thông lần thứ 2 của Bộ Giáo dục Đào tạo. Và nếu các bạn vào trang moed.edu.vn thì các bạn có thể download nó cả cái đề này xuống để làm. Thì mình nói câu này thôi, bởi vì câu này mình thấy là khá thú vị. Mình có câu là despite our careful planning, the whole surprise party was a something of accidents. Thì mặc dù là chuẩn bị rất là kỹ lưỡng, nhưng mà cái party mà gây ngạc nhiên nó bị accidents, chắc là không vui rồi. Thì mình có những từ sau này: volume, verse, chapter và page. Thì bắt đầu thôi, mình có cái từ page dễ nhất, đó là trang giấy, tờ giấy. Đây. Câu chuyện này thì đây, này thì page này biết rồi, cái này không có gì khó cả, đúng không? Mình có từ chapter thì ai mà hay đọc truyện thì cũng không nhận ra ngay là gì, là chương. Kiểu như là một tuần ra một chapter, hai tuần ra hai chapter, đại khái như vậy. Và khi mình đọc cái chuyện mà kiểu ongoing ấy thì khoảng một tuần một chapter là nhiều đấy. Có khi có những cái mà bộ nó phải hai tuần một chapter thì đó là chương. Mình có từ verse. Verse này là gì? Verse là đoạn thơ. Nhưng mà chúng ta bây giờ hay gặp từ verse ở đâu? Ở trong các phần rap. Thì nếu một nghệ sĩ rap thì cũng có verse 1, verse 2. Nhưng mà nếu mà một cái bài hát rap mà có nhiều người thì đây, ok, cái verse này của Eminem, cái verse này của Tupac, cái verse này của Big G's này, thì đó là verse, đoạn thơ, đoạn văn, đoạn hát cũng được mà. Và mình có từ volume. Thật ra tiếng Việt hay dùng từ volume, nhưng mà chính xác là volume. Hình như là tiếng kiểu nói kiểu Mỹ như thế, mình không nhớ lắm. Nó là cái gì? Nó là thể tích. Nó là cái gì? Nó là khi các bạn có cái điều khiển TV ấy, các bạn muốn chỉnh to gì? Đây, nhỏ. Đó chính là volume. Chỉnh to, chỉnh nhỏ. Và volume ở đây thì có nghĩa liên quan đến sách vở. Đó là một cuốn sách trong một bộ. Các bạn có xem cái The Lord of the Rings không? Thì là cái bộ là chúa tể của chiếc nhẫn á. Xem phim thì chắc là xem rồi. Còn chuyện thì nó rất là dài. Và trong cái bộ chuyện đấy nó gồm có 3 tập. Thì toàn bộ cái chuyện về The Lord of the Rings nó sẽ gồm có 3 volumes. Có 3 tập liên hệ với nhau, có sự gắn bó với nhau. Volume, những cuốn sách ở trong một tập sách. Vậy chọn cái nào? Thực ra thì chúng ta sẽ chọn ngay được một từ là từ chapter of accidents. A chapter of accidents tức là một chuỗi các sự kiện không may, không ổn nó xảy ra. Nếu dịch kiểu hơi gượng ngạo là một chương của những sự đổ vỡ thì cũng được. Nhưng tóm lại, a chapter of accidents, một chuỗi những sự kiện không may xảy ra. Làm sao làm câu này đấy? Câu này là một câu hơi nâng cao. Chính vì thế, nói rồi, mấy cái kiểu dạng thành ngữ thế này á thì phải tự học thôi, tự học tự nhớ. Lên mạng mà xem, mình thấy có mấy cái trang chuyển search idiom ra nhiều lắm. Cứ học, cứ đọc đi. Bởi vì chăm bó đuốc thì kiểu gì cũng bắt được con ếch. Các bạn mỗi ngày một hai cái thôi, một cái được rồi. Mỗi ngày một cái, nhớ một cái thì sau một năm cũng nhớ đâu đó khoảng 300 cái thành ngữ. Biết đâu một trong 300 thành ngữ đó sẽ rơi đúng vào cái bài kiểm tra, bài thi, ăn điểm rồi. Thời gian học của chúng ta có dài bao nhiêu thì cũng chỉ vào trong bài thi 60 phút là hết. Chỉ có 60 phút để chứng tỏ bản thân của mình. Thế thôi.